Ok, xin chào quý khán giả. Hôm nay đoàn Quý Lâm đi tới địa phận của tỉnh Thanh Hóa thì có một bạn là Vũ Trọng Lộc, một giáo viên về âm nhạc, Dạ. chuyên về dạy đàn và dạy nhạc. Bạn từ Hà Nội về, gọi là bỏ phố về quê, đúng không? Dạ đúng rồi. Rất là cảm ơn Vũ Trọng Lộc đã có lời mời thì cũng cảm ơn Vũ Trọng Lộc đã từng vô Đà Lạt để thăm gia đình mình, cả vợ chồng và con luôn. Thì hôm nay mình ghé thăm ở đây thì Vũ Trọng Lộc có một cái ý tưởng rằng là anh em mình quay với nhau một cái. Dạ. Thì cũng khi những cái thắc mắc của Long ấy thì nó cũng giống như là thắc mắc của rất nhiều người khác mà từng theo dõi cái kênh YouTube và Facebook của đoàn Quý Lâm. Thì nói về cái hệ sinh thái tỉnh thức đó thì bao gồm giáo dục, rồi bao gồm vườn tược, bao gồm cái đời sống đơn giản, tất tật những thứ đó. Thì nhiều khán giả cũng có những cái câu hỏi và Long cũng có những cái mối quan tâm. Thì anh em mình quay với nhau thì mình sẵn mình quay trực tiếp luôn và dạ cũng vâng. phục vụ cho khán giả của bên Vũ Trọng Long luôn. Dạ vâng. Thì bạn cứ có thể trao đổi với đoàn Quý Lâm cũng như là những cái mối quan tâm của mình xung quanh cái đời sống tỉnh thức mà Long cũng rất là quan tâm. Dạ. Trước mắt cho em và con xin được gửi lời chào tới tất cả mọi người đang xem livestream cũng như là mọi người đang theo dõi anh đoàn Quý Lâm và hai anh em hôm nay. Dạ. Thì em cũng đã bắt đầu cái cuộc sống bỏ phố về quê. Phải nói là 2019 khi mà bắt đầu dịch thì thực sự là Đà Lạt là cái vùng đất mà em vẫn muốn đến. Thì lên search YouTube thì thấy anh đoàn Quý Lâm. Và thực sự lúc đó thì anh truyền cảm hứng cho em. Mới bắt đầu thì những cái lối sống đó thực sự là nó cũng mới. Khi nói về unschooling cũng bất ngờ chứ. Bởi vì chính bản thân mình là người được đào tạo theo giáo dục phổ thông, giáo dục công. Và bây giờ thì chọn một cái lối giáo dục mà không đến trường học. Thì thực sự là phải rất là cảm ơn anh. Cũng như là một số anh chị em có con unschooling khác. Thì khi mà unschooling thì đầu tiên thì em thấy được là giải thoát được cho chính bản thân các con, đúng không ạ? Thay là vì phải thức dậy rất là sớm, tất bật. Thì cha mẹ cũng vất vả theo luôn. Rồi giảm bớt được gánh nặng tài chính. Cũng như là thay là vì chúng ta dành cả ngày, thậm chí cả buổi tối nghỉ ngơi để đi kiếm tiền, để có thể lo cho con đi học thêm từ sáng đến đêm. Có thể là bây giờ là như thế luôn đấy. Thì chúng ta mất đi một cái giá trị, đó chính là thời gian dành cho con cái. Đúng không? Cha mẹ rất mất đi cái sự kết nối rất là nhiều. Thì khi mà em lựa chọn bỏ Hà Nội, có thể nói rời Hà Nội với hai cái trung tâm âm nhạc thời điểm đó và về một vùng biển bây giờ, thì thực sự em thấy cuộc sống đã có rất nhiều thay đổi. Về sức khỏe thì mình được không khí trong lành mà mình cũng khỏe hơn. Tinh thần thì thay là vì lúc nào cũng căng thẳng lo nghĩ về tiền thuê nhà này, tiền trả lương nhân viên này, tiền nhập hàng, tiền công nợ đủ thứ, thì bây giờ mình hoàn toàn có thể làm chỉ vài tiếng một ngày thôi, đúng không? Vài tiếng một ngày. Với việc dạy học online về nhạc cụ này, là mình cũng đủ để chi tiêu với cái mức sống ở vùng quê rất là thoải mái. Hơn nữa là cũng nhờ những cái truyền cảm hứng về ăn chay về thực dưỡng, thì bản thân em cũng có thấy nhiều sự thay đổi trong cơ thể của mình. Cũng đã 4 năm rồi thì mình cũng thấy sức khỏe không có vấn đề gì hết. Không biết đến thuốc là gì. Rồi cũng không phải tiêm vaccine, cũng không phải đi bệnh viện bao giờ. Nói chung là cứ để nó tự khỏi. Nó kháng ngày xưa rất nhiều, ngày xưa sức đề kháng rất là yếu. Thì em nghĩ rằng bản thân chúng ta phải có trách nhiệm, đúng không? Với cả cộng đồng. Nói chung là phải khi mình thấy một điều gì đó tốt thì mình phải lên tiếng và chia sẻ. Tất nhiên nó sẽ có những ý kiến trái chiều, nhưng mà thôi kệ đi. Chúng ta vẫn phải có rất nhiều người cần những cái thông tin chính xác, đúng không ạ? Chỉ có một số điều thì ví dụ như khi mà em bắt đầu unschooling thì cũng có một thứ nhất là ở cái vùng của em nó chưa có một cái cộng đồng về unschooling. Thì hiện tại là cũng có thể nói là lẻ loi một chút. Khi con
đôi lúc thì ví dụ như về vấn đề học chữ viết đi, thì em vẫn chưa biết cái cách nào để khi mà cháu đi một mình, có thể nói thời điểm này ở đây là cháu đang đi một mình, thì đôi lúc là cháu vẫn chưa thực sự hứng thú với việc đọc, học đọc, học viết nữa, mà cháu đang hứng thú với việc chơi nhiều hơn, kể cả môn tiếng Anh cũng vậy thôi, và đôi khi với cả môn đàn của em cũng vậy, tức là nó khi hứng lên là nó muốn học, nhưng mà khi không hứng là nó không học. Thì đôi lúc là với em thì em thấy là cũng bình thường thôi, nhưng đối với cả phía ông bà nội này, rồi phía ông bà ngoại chẳng hạn, hoặc là với chính bản thân vợ mình, nhiều lúc là đang còn chịu cái sự ảnh hưởng từ nền giáo dục công của 20 năm trước, thì cũng có nhiều nỗi sợ. Thì em muốn hỏi là cái thời điểm đầu khi mà anh cho con unschooling các con thì có gặp phải những vấn đề như thế không? Ok, cảm ơn Long đã gọi mình gọi là người truyền, có truyền cảm hứng cho Long và có giúp một số thay đổi. Cảm đúng ơn anh nhiều lắm. Thực ra thì mình thấy Long cũng thay đổi rất là nhiều. Từ ngày mà Long còn để mái tóc rất là dài ở Hà Nội vào, chứ không phải là ở Thanh Hóa vào. Hà Nội lúc đấy. Và khi đó hai vợ chồng đang còn ở Hà Nội, và mình thấy trên gương mặt con nhiều nổi nét lo âu. Nhưng bây giờ thì gương mặt rất là sáng, gương mặt bạn Long rất là sáng, giống như một người đã có cái quá trình tu tập lâu năm ấy. Thì bạn cũng đã chọn về đây thay đổi một cái lối sống trở nên đơn giản hơn, gần gũi thiên nhiên hơn, ăn chay rồi unschool từ giáo dục. Và đương nhiên là câu hỏi chốt lại là bạn vẫn phải vượt qua những cái dư luận, vượt qua những cái vấn đề của gia đình để mình hiểu được cái nỗi lo lắng đó. Thì khi mà chúng ta bắt tay làm một cái điều gì đó mà nó đặc biệt có tính chất đúng đắn, cái dấu hiệu của một việc chúng ta làm một việc đúng đắn đó là chúng ta có rất nhiều sự cản trở. Còn khi bạn làm sai, khi mà bạn làm những cái sai thì nhiều người ủng hộ lắm. Cái này là thật nhá, chứ không phải là tô lên đâu. Khi mà chúng ta đi làm rất là nhiều điều, giống như chúng ta phải sống một đời sống áp lực thì sẽ nhiều người ủng hộ mình. Còn nếu sống một đời sống tự do và thanh thản thì rất nhiều người họ cản trở và họ chống đối, và họ thậm chí họ xì vả mình luôn. Giống như mình vẫn nói một số bạn bè rằng là giống như cả một cái hội trường tất cả mọi người đang ngủ và mình đứng dậy mình đi lại thì chắc chắn cả hội trường đó sẽ nói ông này khùng. Tại sao không ngủ giống họ mà lại đứng dậy mà đi? Tại sao lại tỉnh? Tại sao lại tỉnh? Trong khi mọi người đang mê, tại sao mình tỉnh? Ông điên hay sao mà lại ông lại tỉnh? Đúng không? Đó là một cái hiệu ứng chung ở trong xã hội. Thì khi mà mình mà ở đây đang nói đề tài trọng điểm mà Vũ Trọng Long rất là quan tâm, đó là unschool, từ giáo dục. Thì cái vấn đề này khi mà mình thực hiện đó thì áp lực từ gia đình cực kỳ lớn. Nghĩa là cả bà nội và cả bà ngoại đều lăn ra khóc. Và bà ngoại nói là tao sẽ tư tụi mày luôn, vợ chồng tụi mày quá độc ác, không cho con đến trường. Đúng. Đấy. Còn bà nội thì khóc lên khóc xuống, khóc đứng khóc ngồi, gọi điện lần nào cũng trách. Nhưng mà bản thân mình là làm cha mẹ, bản thân mình có nhận thức, bản thân mình quan sát rất là kỹ, rất là rõ trước khi quyết định. Và mình vẫn khuyên các bạn, giống như mình lúc này mình nói chuyện với Long trước khi quay ấy, là hãy để cho vợ bạn tới trường học và quan sát một vài cái buổi học, một vài cái buổi dạy của giáo viên ở trong đó. Giáo viên đã ứng xử với học sinh như thế nào? Quan sát xem từ học sinh đang ngồi học như thế nào? Phải vất vả như thế nào? Phải ngoan ngoãn như thế nào? Phải vâng lời như thế nào? Phải áp lực như thế nào? Phải trả bài như thế nào? Thì khi đó chúng ta mới đưa ra được cái quyết định đúng đắn của mình. Còn nếu không, chúng ta bàng quan quá, tôi cho rằng là rất nhiều người vô trách nhiệm khi mà chả tìm hiểu gì cả mà cứ bắt con phải chui đầu vào, chả tìm hiểu và cứ nghĩ rằng là phía sau đưa vào trong cánh cổng kia rồi là mình đi về đi làm, là coi như ở trong đó là trách nhiệm của ngành, trách nhiệm của trường, trách nhiệm của giáo viên, và con cũng tự trách chịu trách nhiệm lấy. Còn mình là coi như xong việc, chỉ có việc đi kiếm tiền để nuôi nó học thôi. Đã. Thì như vậy là rất là vô trách nhiệm, bởi vì chúng ta không thể biết được con cái vất vả, khổ cực như thế nào, và chúng ta cũng quên luôn rằng là
chúng ta đã từng rất áp lực, từng rất vất vả, từng rất khổ cực ở trong cái môi trường đó, đúng không? Đúng, đối với những bạn học sinh giỏi, học sinh khá thì không nói, đối với học sinh trung bình và học sinh mà thấp một không ham học một chút đó, là rất áp lực, suốt ngày bị chê, suốt ngày bị chửi, suốt có thậm chí bản thân bị, em thì suốt ngày bị đánh, bị như thế. Mình anh cũng từng là học sinh trung bình, em cũng trung bình cơ. Và mình có một cái hiệu ứng, một cái điều mình quan sát thấy trong xã hội mà Đoàn Người Lâm cũng từng nói đấy nè, học sinh trung bình ra đời thành công hơn học sinh giỏi. Học cái số người mà làm chủ nhiều nhất và thành công nhất trong xã hội đó là học sinh trung bình, còn tất cả những người học giỏi phần lớn đi làm thuê, làm mướn. Chúng ta có sẽ dễ dàng nhìn thấy điều đó. Đúng, xung quanh các mối quan hệ bạn bè của em cũng vậy. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái môi trường sống mà mọi người họ khuyến khích làm theo số đông, và chả biết học giỏi để làm gì, cứ phải học giỏi, cứ phải vất vả để mà học, để có điểm số rồi bằng cấp rồi chứng nhận, ai đó chứng nhận cho ta, thậm chí cái thằng mà chứng nhận cho mình á, nó dốt hơn mình mà nó là viết nó đang chứng nhận cho mình. Đúng rồi, cái thực tế. Và sau đó, tất cả những cái chứng nhận đó để làm gì, khi chúng ta đi làm chúng ta cũng thể nào lấy điểm số, lấy chứng nhận ra để mà bảo chứng rằng là chúng ta giỏi được. Chủ doanh nghiệp bây giờ họ khôn lắm, không có gì bị lừa như hồi xưa nữa đâu. Không phải là bằng giỏi là được nhận việc đâu. Bây giờ vào test thử năng lực, tôi đã cần biết anh là bằng gì, đỏ hay trắng hay xanh, mà test năng lực ok, giỏi, làm được thì làm, còn không bằng thì quên đi. Đó. Mà bây giờ chúng ta đang nói có thể hơi lạc đề một chút về cái mối bận tâm của Long, đó là làm sao vượt qua dư luận gia đình, vượt qua gia đình đúng không, áp lực. Thì đó, chúng ta phải lắng nghe con trẻ nữa. Chúng ta ở đây có nhiều người họ hiểu nhầm rằng là mình đã bắt con làm cái điều mà con không muốn, tước đi cái sự giao thiệp của con ở trong môi trường trường học, hay là tước đi những cái niềm vui con trẻ ở trong môi trường học được. Nhưng thực ra không phải, cứ cho, nếu con muốn cứ cho con đến trường, cứ cho con học. Nhưng mà rồi mình phải hỏi con, nếu mình không hỏi và mình cứ bắt nó phải đến trường giống như là một cái gì đó mặc định, thì nó cũng nghĩ rằng đó là một điều mặc định, cả xã hội đều làm, nó không cần thắc mắc, nó cứ đi làm thôi. Thì nhưng mà khi mình hỏi và mình tôn trọng thực sự đứa trẻ thì nó sẽ trả lời rằng là nó muốn hay không, và nó sẽ lựa chọn đến trường hay không đến trường. Tất nhiên cũng có rất nhiều bé chọn đến trường, kể cả trong nhóm unschool luôn cũng có bé chọn đến trường, nhưng mà rồi đến trường rồi thấy không hợp rồi lại xin về. Thì đó, nhưng mà mình hãy để cho mọi người được lựa chọn. Ở đây mình không ép ai, không khuyên ai, cũng không lôi kéo ai, không dù dỗ ai hết. Mọi người hãy lựa chọn. Nhưng mà khi mà chúng ta đã quan sát và thấy được sự vô lý, chúng ta phải đủ can đảm để chúng ta tách ra khỏi cái sự vô lý đó. Dạ. Như em thì em thấy đó là rõ ràng trong một con người thì đạo đức luôn luôn là quan trọng, cần thiết, có thể nói là hàng đầu. Một con người có đạo đức, có lòng trắc ẩn, dù là không có tài năng thì cũng chả đi hại ai, đúng không? Họ vẫn sống vô tư lự giữa cuộc đời nào, không hại ai. Có thể là không cống hiến được nhiều thôi. Nhưng mà nếu như một con người mà có tài, rất là thông minh, nhưng mà lại không có cái nhân cách, không có lòng tốt, không có lòng yêu thương, thì rõ ràng sẽ nguy hiểm cho xã hội rất là nhiều. Chúng ta thấy rất nhiều xung quanh đó. Thì em nghĩ rằng cái điều cốt lõi nhất trong giáo dục vẫn là đạo đức, vẫn là nhân cách. Nhưng mà anh thấy đó, ở nhà trường bây giờ rõ ràng là người ta không đặt cái đấy lên lên trên cái ưu tiên hàng đầu, mà lại đặt những cái như là khiến cho những đứa trẻ nó ganh đua, ganh đua nhau, sinh tồn với nhau, thay là vì các con những cái điểm số đôi khi khiến cho những đứa trẻ trở thành những đứa trẻ ích kỷ. Ví dụ như là một cái bạn này chưa làm được bài thì lẽ ra là mình sẽ giúp bạn ấy để được giỏi như mình, để học cách giúp đỡ người yếu hơn. Nhưng mà thay vào đó thì học cách để mà làm sao mà mình chỉ cần thân mình điểm cao là được rồi, đúng không ạ? Và sợ là sẽ chia sẻ kiến thức cho bạn thì bạn giỏi lên thì mình sẽ bị tụt hạng. Rồi bố mẹ về lại tại sao mày lại học lại đứng thứ hai, thứ ba, hay là đứng thứ bao nhiêu đó trong cái danh sách thứ hạng đó. Thì em cho rằng cái lòng tốt thay là vì giúp đỡ nhau, tinh thần cùng thắng, cùng tiến lên, cùng win-win, thì bây giờ lại là tinh thần tôi sống thì anh bị diệt thôi. Em cho rằng những cái điều đó nó nguy hại vô cùng. Ở đây là mình xin bổ sung cái chỗ mà Long đang còn nói nè, là
mọi người cũng có thể là search tìm một cái cụm từ là bạo lực học đường, thì nó sẽ ra vô vàn những cái bài báo về bạo lực học đường. Thì khi mà một đứa trẻ đến trường và đến cái tuổi dậy thì, đến cái tuổi cấp 2, cấp 3 chẳng hạn, thì cái mối lo của phụ huynh nhiều nhất đó là những cái vụ mà đánh nhau ở trong trường, đại ca trường học đó. Còn có những cuốn sách gọi là đại ca vào trường đấy, thì chúng ta sẽ rất là dễ hiểu khi mà trong cái giáo dục, đặc biệt là môn lịch sử là cái môn mà Đoàn Quý Lâm theo đuổi, thì toàn bộ cái quá trình lịch sử là họ dạy về, họ nói về thông tin về những trận đánh, đánh nhau. Điều này có tác dụng nhá, có tác động đấy. Thực sự là nó có một cái tác dụng, đó là nó làm cho con người trong cái thời chiến bảo vệ đất nước, đánh chiến tranh á, thì con người ta sẽ học hỏi những cái tính chiến đấu và tinh thần chiến đấu, tinh thần vùng lên. Nhưng mà trong thời bình á, thì nó lại vô tình làm cho những bạn trẻ lại hiểu được rằng là nếu đánh nhau giỏi thì được tôn trọng, nếu đánh nhau giỏi thì được tôn sùng, nếu đánh nhau giỏi thì được nể phục. Thì thành ra đó là chúng ta mới thấy được rằng là có rất nhiều bạn muốn trở thành đại ca, muốn trở thành được ghi nhận thông qua cái việc đánh nhau. Và thứ hai nữa là trong cái việc mà trong cái môi trường này, tại vì sao mà cái đạo đức nó suy giảm nghiêm trọng, bởi vì nó tạo ra cái sự đua tranh, một cái môi trường đua tranh. Vậy thi mà thi thì phải đua tranh chứ, đúng không? Bản chất của thi đua đó là bản chất của sự đua tranh và chà đạp lẫn nhau. Đương nhiên là cái một bạn mà đạt thành tích cao thì bạn đó sẽ được xem như là ở trên những cái bạn thành tích thấp hơn. Và như vậy cái tâm lý đua tranh đó nó sẽ đưa thấm đẫm vào trong các em học sinh, và nó sẽ đi ra đời bằng tinh thần đua tranh luôn. Và nó sẽ ít khi mà nói đến chuyện giúp đỡ tương trợ nhau, mà nó phải giành giật và phải so kè. Và bây giờ chúng ta thấy đó, cái nhà cũng xây cho cao hơn, nhà bên cạnh một khúc cũng phải cao hơn. Con mình á, mà đầu đại học bách khoa, con bạn kia mà rớt đại học á, thì đó, cái niềm vui của con đầu đại học bách khoa nhiều khi nó cũng lớn bằng cái niềm vui rằng là con của cái ông hàng xóm kia bị rớt đại học. Đúng rồi. Rồi những cái tâm lý mà hơn thua nó sâu rộng lắm. Thậm chí lăng mộ á, cũng làm sao mà xây cái lăng mộ của ông bà, của cha mẹ của mình phải to hơn lăng mộ của ông bà cha mẹ của những cái lăng mộ bên cạnh. Bắt đầu Tết đi thắp hương là vành mắt lên à. Mộ có thể là hồi xưa cha tao là không có giỏi bằng cha mày đâu, nhưng mà bây giờ là mộ cha tao to hơn mộ cha mày bởi tao có tiền. Đúng rồi. Thế đó. Thì cái đạo đức ở trong này không được chú trọng. Bởi mình đã có từng viết một bài tại sao họ giáo dục không hề dạy về Thích Ca, không hề dạy về Giê-xu, không hề dạy về Lão Tử, Trang Tử, mà toàn là những nhân vật gọi là rất là chiến đấu, đánh nhau, giết nhau. Đó. Vâng. Đấy cũng là lý do mà em đã quyết định cho con em unschooling. Thực ra thì nói là cho thì cũng là bởi vì do nguyên nhân là suốt 3 năm khi mà cháu 3 tuổi là em đã hỏi là con có muốn đi học không? Thì câu trả lời suốt 3 năm đấy vẫn là không. Thì thực ra lúc đầu thì còn nhiều nỗi lo lắng. Thì khi còn ở Hà Nội thì em đã cố gắng để tìm một cái trường nào đó mà chỉ học nửa ngày thôi. Có nghĩa là để những ngày còn nửa buổi còn lại có thể đi học các môn kỹ năng, hoặc là đôi khi là được đi chơi, vui chơi. Nhưng thực sự là không tìm được. Và cũng đồng nghĩa với cả là thời điểm đó là con đã unschooling. Và đến bây giờ em vẫn thấy là vẫn tốt. Trong cái ánh mắt của con vẫn đầy sự tự tin. Vẫn rất là vô tư hồn nhiên. Đấy em thấy là điều rất là quý. Cháu không ngại thể hiện mình đâu. Em rất mừng. Đối với em điều đấy là thực sự quan trọng. Rồi cũng từ cái những cái ngày đó thì nó dẫn đến mình có thể là đã đổi về cuộc sống về quê. Thì thực sự là có rất nhiều điều đáng. Thực sự là đáng. Hàng đầu là sức khỏe rồi, đúng không ạ? Thời gian cũng rất là quý giá. Rồi ví dụ ngày xưa như em là ở Hà Nội thì em phải thuê hai cái trung tâm. Một tháng như vậy là 20 mấy triệu tiền hoạt động, hoặc là 30 triệu. Nhưng mà thì mình phải làm nhiều hơn.
để bù cái số tiền mình kiếm đó sẽ trừ đi cái tiền đó, nhưng về đây thì em không phải thuê cái gì nữa rồi. Thì rõ ràng là em có thể thong dong, mình có thời gian để mình đọc kinh sách đúng không ạ, mình có thời gian để mình trau dồi bản thân, thậm chí là chơi với con đi. Ngày xưa là thời gian chơi với con là rất khó, bởi vì cứ lúc con đi học về thì bố lại bận dạy đàn rồi, thì không có thời gian. Nhưng bây giờ thì cha con gắn kết tình cảm hơn, con cái mà cứ thấy mình về cái gặp là nó đã lao ra rồi. Điều đấy ngày xưa là không có, mà rất ít, nó chỉ theo mẹ thôi, bởi vì mẹ chăm sóc nhiều mà. Bố thì chỉ là trong mắt là bố là cái gì, lúc nào thiếu tiền thì hỏi bố. Thì cho toàn tình cảm với mẹ là nhiều hơn. Đến bây giờ nó đã được cân bằng, em thấy rất là quý. Và khi mà về quê này thì ngoài những cái vấn đề đấy thì mình lại cũng có thời gian để đôi khi chính trong âm nhạc của mình này, nó chậm lại anh ạ, nó chậm lại, nghĩ ra những cái điều lớn lao hơn. Thay là vì chỉ sinh tồn bao nhiêu tiền, thì bây giờ mình đã có thể nghĩ đến việc đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, giúp đỡ cả những đối thủ của mình, những người đang trực tiếp cạnh tranh với mình, vẫn hỗ trợ để cho họ phát triển được lên. Vì em chỉ nghĩ đơn giản như thế này, là khi mà họ đã chọn một cái công việc mà không liên quan đến giết hại này, không liên quan đến thiếu trung thực này, đúng không ạ? Không liên quan đến sống kinh doanh trên sức khỏe, trên nỗi đau khổ của người khác, không làm hại môi trường, thì đó là một công việc rõ ràng tốt, đúng không ạ? Ngày xưa thì mình khi mình còn chưa thay đổi lối sống, đôi khi là mình sợ là cái bí quyết này của mình nó rơi vào tay người khác, người ta sẽ cạnh tranh ngược lại mình và mình sẽ mất đi cái lợi ích, mất đi cơ hội. Nhưng không, bây giờ thì rõ ràng là mình sẵn sàng cho đi. Và mình nghĩ rằng là họ mà có cuộc sống tốt thì gia đình của họ cũng được tốt, con cái của họ cũng được tốt. Vậy thì mình cũng đâu có mất gì đâu, trong khi là cuộc sống của mình cũng chỉ cần đến thế, đúng không anh? Ngay lập tức khi mà mình đã biết đủ thì rõ ràng là hạnh phúc nó đến từ đấy rồi. Bởi vì em đã có từng những lúc mà khi mà mình thu nhập, khi mà mình ở cái mức đâu đó ngày xưa chỉ cần kiếm được 15 triệu thôi, em nghĩ thế là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng thực tế không phải, đến khi mà mình đạt được 15 hoặc là thậm chí là 30 rồi, 40 rồi, 50, 60 triệu rồi. Nhưng mà khi mà mình chỉ cần tụt đi thôi, giả sử đang 60 triệu đi, tháng này nó tụt xuống 45, là ngay lúc đó mình đã cảm thấy rất là buồn khổ, rất là tiếc, rất là đau lòng. Nhưng mà rõ ràng là ngày xưa mình chỉ ước có 15. Nên là em nghĩ là cái hạnh phúc nó rất ngắn. Khi mà mình không biết đủ và mình cứ chạy theo cái ham muốn đó, nó rất ngắn, nó chỉ được cái phút giây đó thôi. Thì khi mà về đây thì rõ ràng là em cũng đã có nhiều cái khác biệt đấy anh. Sự và không bao giờ là tiếc nuối. Thì rất là, phải nói là rất là cảm ơn anh. Ok, để đây thăm gia đình Long thì mình cảm nhận được những cái sự thay đổi đó và mình cảm thấy cuộc sống ở quê rất là tuyệt vời. Bạn có một khu vườn rộng khoảng 200m2 thôi, nhưng mà có bà nội trồng rau là tương đối đầy đủ. Mình thấy có rau cải, rau khoai, rau ngót, rau chua, rau khoai lang, dưa để nó nấu canh. Nói chung khu vườn rất là nhỏ thôi, có 200m2 thôi, mà nói chung là mình quan sát thì mình thấy là đủ cho nhu cầu gia đình. Để trả lời liên quan một chút về Unschool nữa, sau đó mình sẽ chuyển qua cái đề tài là vườn sinh thái, cuộc sống đơn giản. Thì cái lúc này Long nói là sợ là mình đơn độc ấy, trong một cái xã hội mà sáng sớm ai cũng đốc thúc con dậy từ 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, ăn vội ăn vàng trong lúc cái bụng chưa cần có nhu cầu ăn, cái mắt thì nó còn muốn ngủ mà vội vàng để đến trường, mà mình lại không làm điều đó, nó hơi lạc lõng. Nhưng mà điều đó là tốt, không sao đó cả. Cộng đồng bây giờ chúng ta có internet đó, có internet mà chúng ta có thể một lúc nói chuyện mà mấy trăm hoặc là hàng chục ngàn người có thể là cùng được san sẻ một cái nội dung. Thế cho nên là chúng ta không lo rằng là chúng ta đơn độc. Và bây giờ cộng đồng rất là nhiều, mình đi đến đâu cũng có cộng đồng này hết. Và đặc biệt là ở những cái thành phố mà có cái người mà họ bỏ phố về rừng nhiều, người tỉnh thức nhiều. Những cộng đồng đó thì đương nhiên là nhiều người e ngại lắm, họ không chia sẻ lên mạng đâu, bởi vì họ sợ dư luận, họ muốn làm điều họ làm cho tốt cái đã. Mình thì mình có trách nhiệm chia sẻ, mình có trách nhiệm tạo cảm hứng, thì mình cứ chia sẻ, học đến đâu chia sẻ đến đó, amateur cũng chia sẻ, chuyên gia cũng chia sẻ, đăng hay cũng chia sẻ, mà dở cũng chia sẻ, miễn là nó chân thật. Chân thật. Và chính những cái sai lầm hay cái thất bại của mình có khi nó cũng tốt, trở thành bài học cho người khác. Nhưng mà ở đây chả có gì gọi là thất bại, bởi vì tất cả mọi cái trải nghiệm
nó đều mang đến cho chúng ta cái sự vững vàng hơn. Trong con đường này thì nó trải qua được, mình trải qua được Covid-19 cho đến nay là 22 đúng không? Là 3 năm. 3 năm rồi. Tất cả mọi cái gia đình Unschool ở Đà Lạt mà khi họp mặt lại với nhau mà nói về cái hiệu quả và nhìn nhận lại một cái quá trình như vậy thì ai cũng rất là hạnh phúc, ai cũng rất là thỏa mãn, ai cũng rất hài lòng vì thấy sự phát triển, sự tiến bộ của những đứa con. Nó đầy yêu thương, đầy trách nhiệm. Nó không chỉ là giúp cha mẹ, giúp em ở trong nhà, giúp lỡ lẫn nhau. Bạn bè nó chơi trong nhóm Unschool với nhau ở Đà Lạt ấy, là chơi với nhau như anh em một nhà, không hề có sự cạnh tranh, đánh nhau hay là gây gổ, mà rất là yêu thương và gặp nhau thì khi nào cũng giống như là một ngày hội. Và ngoài giúp đỡ cha mẹ những cái việc cơ bản như nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, phơi đồ, dọn nhà, quét nhà, thì các bé còn có thể ra ngoài đường gặp người khác có vấn đề gì thì cũng giúp đỡ, chủ động giúp đỡ người khác luôn, chứ không phải là nhờ, được nhờ mới giúp. Thì để mình đó, thấy đó là một cái tinh thần rất là tốt của các bé, sống rất là nhân hậu, rất là có trách nhiệm và trí thức cũng không thiếu. Tại vì khi mà không cần phải trả bài vì áp lực của ai cả, không cần phải học những thứ mà không biết học để làm gì, thì nó sẽ tập trung vào học theo nhu cầu của nó và nó sẽ biết học để làm gì và ứng dụng luôn. Thì điều đó nó sẽ không lãng phí. Còn trong cái hệ sinh thái tỉnh thức mà Đoàn Quý Lâm có chia sẻ ở Đà Lạt và ở Hà Nội cho những cộng đồng offline á, thì mình hôm nay cũng chia sẻ luôn. Bởi vì vừa rồi á, thì chia sẻ ở Hà Nội á, thì mình không có quay phim do là quên mất cái mic này nè. Quên mất cái mic cho nên là thôi, không quay phim nữa thôi, để nói chuyện với mọi người cho thoải mái, cho nên không quay phim lại trong khi nhiều người chờ. Thì hôm nay cũng có duyên gặp Long thì Long đề nghị quay phim, thì cũng coi như là mình sẽ cung cấp lại cái buổi trò chuyện hôm đó. Thì trong hệ sinh thái tỉnh thức là ngoài cái chuyện Unschool rồi làm vườn thì nó còn có thiền định nữa, và tạo lập cái lối sống đơn giản nữa, lối sống mà chúng ta không lệ thuộc. Và khi mà chúng ta không lệ thuộc, chúng ta bên ngoài nó có bất cứ một cái biến cố gì, một thay đổi nào, một cái sự đe dọa nào từ cái sự đứt gãy của cái hệ thống cung cấp, thì chúng ta đều an nhiên tự tại sống được. Đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là bây giờ nếu một tòa chung cư mà nó bị mất điện thì nó đã khổ rồi. Nhưng mất điện thì nó dẫn đến mất nước. Và riêng cái chuyện không dồi được nhà vệ sinh thôi, mà không có nguồn nước để cung cấp sinh hoạt cho gia đình thôi, thì chắc chắn là vỡ trận. Đó là một cái ví dụ rất là gần gũi thôi. Và chúng ta cũng không chắc được, bởi vì điện và nước là được cung cấp bởi một cái người khác. Và chúng ta sẽ không chắc được người đó, bởi vì chúng ta không chắc về chính mình, làm sao chúng ta chắc được một cái đối tượng khác. Cho nên là khi lệ thuộc thì luôn luôn là bấp bênh. Và chúng ta là những người tỉnh táo, tỉnh thức, thì chúng ta phải lựa chọn một cái nơi cư trú mà có đủ điều kiện để mà chúng ta hoàn toàn chủ động được cuộc sống của mình. Và chúng ta cũng sẽ hình dung là cái kinh tế nó đang suy thoái rất là mạnh, và chúng ta sẽ không biết nó sẽ xảy ra những điều gì. Cho nên khi mà về quê, về vườn hay lên núi mà thiết lập những cuộc sống đơn giản, thì mình cảm thấy rất là muốn chúc mừng cho mọi người. Dạ. Yeah.